Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về thuốc Azolop 200 Dry Powder. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Azolop 200 Dry Powder cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thuốc Azolop 200 Dry Powder có thành phần là Azithromycin 200mg, được bào chế dưới dạng bột pha uống. Công dụng và chỉ định của Azolop 200 Dry Powder, Azithromycin được chỉ định dùng trong các trường hợp nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với thuốc như nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới bao gồm viêm phế quản, viêm phổi các nhiễm khuẩn da và mô mềm, viêm tai giữa, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên như viêm xoang, viêm họng, viêm amidan. Azithromycin được dùng điều trị nhiễm khuẩn đường sinh dục chưa biến chứng do chlamydia trả trợ matis hoặc Neisseria gọn Aure không đa kháng. Thuốc Azolop 200 dry powder được sử dụng bằng đường uống và được nhà sản xuất khuyên dùng với liều lượng như sau: người lớn, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và dưới, nhiễm khuẩn da và mô mềm, dùng liều 500 mg trong ngày đầu tiên, 4 ngày sau, 250mg trên ngày. Bệnh lây chuyển qua đường sinh dục, liều 1g. Trẻ em, ngày đầu tiên, 10mg trên kg thể trọng trên ngày. Từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 5 giờ 5 phút mg trên thể trọng trên ngày. Các chống chỉ định khi sử dụng Azolop 200 Dry Powder, người bệnh quá mẫn với Azithromycin hoặc bất kỳ kháng sinh nào thuộc nhóm Macrolid. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, cần thận trọng khi sử dụng azithromycin và các macrolide khác vì khả năng gây dị ứng như phù thần kinh mạch và phản vệ rất nguy hiểm tuy ít xảy ra. Cũng như với các kháng sinh khác, trong quá trình sử dụng thuốc, phải quan sát các dấu hiệu bội nhiễm do các vi khuẩn không nhạy cảm với thuốc, kể cả nấm. Cần điều chỉnh liều thích hợp cho các bệnh nhân suy thận với độ thanh thải creatinine lớn hơn 40ml phút. Không sử dụng cho người bị bệnh gan, vì thuốc thải trừ chủ yếu qua gan. Một số tác dụng phụ mà người bệnh có thể gặp phải khi sử dụng Azolop 200 Dry Powder thường gặp buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, ít gặp, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, ngủ gà, phát ban, ngứa, viêm âm đạo, cổ tử cung, hiếm gặp, phản ứng phản vệ, phù mạch, men trần sam in as tăng cao, giảm bạch cầu trung tính nhất thời. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác của Azolop 200 Dry Powder với các thuốc khác không sử dụng đồng thời Azithromycin với các dẫn chất nấm cựa gà vì có khả năng ngộ độc. Azithromycin được dùng ít nhất 1 giờ trước hoặc 2 giờ sau khi dùng các thuốc kháng axit. Khi dùng chung với cyclosporin, cần theo dõi nồng độ và điều chỉnh liều dùng của cyclosporin cho thích hợp. Khi sử dụng đồng thời với dị gò xin, cần phải theo dõi nồng độ dị gò xin vì có khả năng làm tăng hàm lượng dị gò xin. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thuốc Azolop 200 Dry Powder, đồng thời biết cách sử dụng Azolop 200 Dry Powder sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham